Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không khí lạnh mặc dù có cường độ yếu nhưng vẫn mang đến cho các tỉnh miền Bắc tiết trời trở lạnh về đêm và sáng sớm. Ban ngày trời ít mây, chuyển nắng nhẹ vào trưa chiều nên nhiệt độ có thể tăng lên đến khoảng từ 26 đến 29 độ. Thời tiết hầu như không mưa nên khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ vẫn còn xuất hiện rải rác vào sáng sớm, do vậy sẽ gây giảm tầm nhìn và ảnh hưởng đến giao thông vào thời điểm này. Càng đi xuống phía Nam thì mức độ ảnh hưởng của không khí lạnh càng yếu dần. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, về đêm và sáng sớm thì trời nhiều mây, một số nơi có mưa rào nhỏ nhưng trưa chiều trời giảm mây và hửng nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết khá tốt, trong ngày chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi, trưa chiều trời nắng với nền nhiệt độ phổ biến ở mức từ 29 cho đến 32 độ. Các tỉnh vùng cao Tây Nguyên dường như ổn định với kiểu thời tiết mùa khô, diện và lượng mưa thu hẹp dần, chủ yếu có mưa rào nhẹ vào buổi chiều và tối. Ban ngày thì trời có nắng đẹp với mức nhiệt là dưới 30 độ, tạo nên không khí thoáng mát dễ chịu. Và sau đây sẽ là thông tin thời tiết tại một số vùng du lịch trên cả nước vào ngày mai. Trong 24 giờ tới, tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ vẫn nằm trong vùng thời tiết ổn định với bầu trời ít mây, đêm không mưa và ngày có nắng, sáng sớm thì có nơi có sương mù, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời du lịch. Cụ thể, tại Điện Biên có mưa nhỏ, nhiệt độ giảm và dao động trong khoảng từ 19 cho đến 27 độ. Tại Sapa ít mưa, trời rét với nền nhiệt chỉ ở trong khoảng là từ 10 cho đến 14 độ. Còn tại thành phố Tam Đảo không mưa và nhiệt độ phổ biến ở trong mức là từ 15 cho đến 22 độ. Với các tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Bộ, thời tiết cũng khá tốt. Tuy nhiên, vào sáng sớm thì sương mù và sương mù nhẹ vẫn còn xảy ra trên diện khá rộng. Tại các điểm du lịch như là Hà Giang, Hạ Long và cả Hải Phòng thì trời hầu như là không mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở trong khoảng từ 20 cho đến 21 độ, còn nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 26 đến 28 độ. Trong những ngày cuối tuần này, khu vực Bắc Trung Bộ cũng sẽ là nơi khá lý tưởng cho những chuyến du lịch của quý vị và các bạn. Đêm và sáng thì trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, trưa chiều thì giảm mây và trời có nắng. Cụ thể tại Sầm Sơn thì không mưa và nhiệt độ ở trong ngày phổ biến ở mức là từ 23 cho đến 29 độ. Còn tại Phong Nha Kẻ Bàng và thành phố Huế thì có mưa nhỏ, nhiệt độ ở vào khoảng từ 22 cho đến 28 độ. Đến với các tỉnh thành Trung Trung Bộ, tại đây, thời tiết duy trì trạng thái là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ vẫn ở mức khá mát mẻ và dễ chịu. Cụ thể, tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ cao nhất ngày ở trong khoảng từ 29 cho đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất ở trong khoảng từ 22 cho đến 23 độ. Tại Ba Na, nhiệt độ chỉ ở mức là từ 18 cho đến 26 độ. Tại hai điểm du lịch ven biển Nam Trung Bộ bao gồm Nha Trang và Mũi Né, do chịu ảnh hưởng chính bởi trường gió đông bắc khô nên thời tiết tốt, trời phổ biến ít mưa và ngày nắng. Còn tại Vũng Tàu, vào khoảng chiều tối, do những khối mây đối lưu từ hệ thống rãnh thấp phát triển và đi lên phía bắc nên sẽ gây ra hiện tượng mưa rào và có dông ở một vài nơi, nên nhiệt độ thì ít thay đổi. Lên đến các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, thời tiết tương đối ổn định. Đêm nay và chiều tối mai tại đây có mưa rào và dông ở một vài nơi. Ban ngày thì trời có nắng đẹp nên rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời du lịch. Cụ thể, tại Pleiku và Buôn Ma Thuột, nhiệt độ trong ngày dao động ở mức từ 19 cho đến 29 độ. Còn tại Đà Lạt, nhiệt độ chỉ ở trong khoảng là từ 15 cho đến 24 độ. Đối với các tỉnh Nam Bộ, ban ngày thì trời tiếp tục có nắng với nền nhiệt độ vào buổi trưa duy trì ở mức cao nhất trên cả nước, đó là ở khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm, do mây đối lưu phát triển nên sẽ có những cơn mưa rào và dông xảy ra ở mức trên 1/3 diện tích của khu vực. Nhiệt độ thấp nhất ở trong khoảng là từ 24 cho đến 26 độ. Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai trong tiết trời ít mưa, tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ hội ẩm thực Pháp Ballet and France 2013. Đây là một sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam. Đến với lễ hội này, quý vị sẽ có cơ hội khám phá và trải nghiệm 6 loại rượu vang hảo hạng đến từ các vùng của nước Pháp và được thưởng thức chương trình ca nhạc do các nghệ sĩ Pháp biểu diễn. Tiếp theo như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết cho hai địa điểm du lịch biển đảo phía Nam. Tại Côn Đảo, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ trong ngày ở khoảng từ 26 cho đến 30 độ. Còn tại Phú Quốc, nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ duy trì ở mức từ 25 cho đến 30 độ.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.